Ba với gì năm thương ai? Dì Sáu với lại dì Năm mày thương ai? Đó, dì Năm. Chú Mãi với má Hai với lại dì Năm con thương ai? Hả? Chú má Hai với dì Năm con thương ai? Má Hai dì Năm con thương này. Hơi nắng như vậy. Chị Quỳnh với lại dì Năm con thương ai? Mẹ con với dì Năm con thương ai? Đó, dì Năm. Đó, dì Năm. Nè. Ở gì đó. Em không ngủ em làm gì? Qua nhà dì Tư á, phát được coi điện thoại không? Được mà, em xíu mời. Em cắt. Được nhưng mà coi xíu rồi tắt ngủ không? Em có ngủ không? Em có ngủ không? Vì tôi kêu em ngủ thì em có ngủ không? Không. Chứ em đứng chứ em làm gì? Vì tôi quýnh em nào? Chứ em làm gì? Em đi xuống nước. Quýnh xuống nước chơi hả? Nước cơ mà gì đó. Uống nước. Xong rồi xong rồi đi lên làm gì? Đi lên làm gì? Uống xong rồi đi lên nó làm gì? Lên làm gì nữa? Rồi nằm. Nằm chơi hả? Ừ. Không muốn ngủ luôn. Ê, khuya Pháp mới ngủ hả? Ừ. Đó. Trời ơi, mẹ nhìn bà nhìn sao bà? Không ngủ lắm mà vì tôi thấy là vì tôi quýnh lắm đó. Ôi, vì tôi mệt lắm chứ. Tôi mệt lắm rồi. Vì tôi mệt, vì tôi ngủ, vì tôi có biết không? Tôi quýnh má tụi sao không ngủ á. Con giờ anh hỏi Pháp nha, tại sao Pháp, tại sao Pháp không ngủ bên nhà tôi mà Pháp ngủ bên ngoài Nam? Bên nhà tôi vui hơn mà sao không ngủ? Em ép ngủ mà. Nhà tôi ép ngủ không? Còn nhà Việt Nam á là có tivi để coi đúng không? Đúng không? Ăn nữa không? Ừ. Hả? Ăn nữa không con? Rồi kìa. Hả? Rồi kìa. Phải rồi kìa. Ăn nữa không? Hả? Nó còn không mà anh? Có con. Sợ vụ nữa. Mai ăn nữa. Mai nó chín thì ăn nữa ha. Mai cái gì chín? May mà thấy mấy cái chín hái, hái mấy cái dài dài. Ừ. Ngọt quá. Này nó ngọt tự nhiên. Cây cây xoài này mấy năm bị bán cả tiền bạc triệu. Có một năm nào đâu ra. Rồi giữa tay giữa chân đi. Đó, được rồi. Vậy hả? Nó bị đau quay khi nào mà mấy 20 phút á. Vậy hả? Ồ, ăn thấy thương luôn nè. Dì Sáu thấy không? Thấy ăn thấy thương luôn rồi dì Sáu. Ồ, ồ. Còn quay nhiều quá thì cắt ra. Vậy hả? Ồ, ồ, ăn ngon được chưa? Ngon. Cái đi vừa chín tới luôn, không có ngọt. Ăn xong giữ tay giữ chân nha. Tắm rồi đó. Hai cái chân nè.
xoài này là xoài nhà. Nhà mình có một cây, giờ nó chín trên cây luôn. Để bà Nhung thấy, tụi con thấy cái này luôn. Mê luôn. Rồi Thiên ăn cái này luôn rồi. Không ai ăn đâu, con ăn được. Để cho em phát một miếng nhỏ này nữa. Trời ăn nữa không? ăn nữa không nữa. Một cái ăn xoài. Mà không ăn cài rồi. Ừ đúng rồi. Này hồi nãy nó hay lắm, nó ăn không ăn nổi luôn mà nó ngồi nó ăn nó không muốn. Màu đen đúng không? Màu đỏ. Xoài đúng là xoài cái gì mà mình trồng là ngon à. Cây xoài nhà cho nên ăn ghê. Cái xoài đó mua rồi. Không, lấy cái hột này trồng mà. Nó lên hồi đó về, hồi đó mẹ thèm cây xoài. À mẹ thèm cái trái xoài mà không có tiền mua. Có bầu chị Phương Anh á. Xong á, ba đi hái trộm trái xoài này về ăn xong trồng cái hộp. Giờ nó lên tới giờ. Nè lụm ở nhà không đâu đưa này nha ông bà. Con hái mấy trái mà. Ừ đúng rồi. Mà mẹ nghĩ là tụi con hái chơi thôi chứ không có hái thiệt, ai về hái được luôn. Ăn cái hộp ấy, cạp cái hộp uống. Có hai cái hộp á, sẵn tay cạp ăn rồi xong á, dính tay dữ luôn. Đó, cạp hộp ấy đó. Mày không? Ừ. Cắt rồi chứ mình sao nhảy hết. Đâu có cắt được, cái hộp sao cắt. Còn rồi con ăn nữa đi. Ăn cái này à? Ừ, ăn đi. Nói như Diệu Hiền cắn cái hột á. Ừ, con ăn cái đó đi. Con dớt nè. Lụm lỡ hay lụm tí nước rửa. Ừ, ăn mà ăn dữ. Hoàng làm ăn dữ. Ừ. Ngày hôm qua mày không đi ăn ốc ngon lắm. Nó ăn quá trời. Không, tự nhiên lâu lâu nó nhắn tin con chứ còn đâu biết đâu. Đó con ăn, đưa cho em ăn. Không, con cầm cái hột lên con ăn cặp luôn đi. Nguyên cặp luôn, sao mà nhai nổi. Không có, đâu có sao đâu. Đi. Đâu có bị gì đâu mà nhai không nổi, nó chín mà. Ngon luôn. Ừ, vậy đó. Ừ, ngon không? Ở trên đầu này mới ngon dữ. Ông này ăn nhìn ngon miệng luôn. Đang vũ quá gì cũng ăn hết á. Ừ, nó không có như giờ mày đâu. Nó ăn nhiều hơn mày luôn á. Trời ơi. Thịt gà mới xí ăn, thịt heo mới xí ăn mà không ăn thịt. Heo ơ. Ờ. Không phải như con đâu. Cũng không ăn, không ăn. Bò chắc là thịt người ăn á. Không, khùng. Thịt người có cái tim ngon quá trời. Thầy lại lấy cái xác đó đi chôn, mình lấy xác đó mình xẻ thịt ra mình ăn. Ăn nữa không? Nữa. Nữa mà đâu còn nữa đâu nữa. Thôi giữ tay đi con. Rồi đưa chị hai. Ồ, quá ngon luôn. Này không bị gì, bị dập à. Mẹ biết sao không? Hồi nãy cái cây kia nó nặng quá. Xong bỏ xuống nó hơi mạnh. Đó, nhanh đi, ăn đi. Rồi đưa cho chị ngon hai đi. Nè, chị hai ăn đi nè. Thôi, ăn ăn ha. Những này chắc chắn là của Hiền rồi. Rồi cho em pháp một cái nữa đây. Nè.
Em Pháp ăn cái này nè. Để nó ăn này thì còn một cái này. Ừ, cũng chị hai đâu ăn. Ui, cái này ngon. Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Ăn xong tí nữa lau nha con. Còn ừ, của con chứ ai đâu ăn, tao ăn no. Ngon không con? Cái này vừa ngon. Ngon hả? Ngon. Ngọt á lạc. Ngon. Ngon, thấy không? Ồ, ồ. Cháo rồi. Mày tự cho thì sao thì cái trái đó là của mày thôi. Kệ mà con. Ngọt không em này, ngọt không? Ngọt không con? Miếng thôi. Đó, ăn đi. Thôi cắt trái này ăn luôn đi. Thì bảo đảm nó không ấy luôn, cho chị hai ăn luôn. Cái này nè, cắt da cho. Ôi, cái này bị gì rồi? Không bị gì hết. Rồi cắt da cho chị dạ hai đi. Con đi dọn hàng rồi. Ừ, con ăn đi, vừa con đi. Ăn gì mà ăn dữ gì hả con? Xoài này là xoài nhà nha. Trái xoài này là Diệu Hiền hái nè. Má hai với lại chị Quỳnh thấy trái xoài này là xoài nhà của mình, trồng một cây xoài, 9 cây luôn nè. Ồ, quá ngon luôn. Nè, coi nè. Em Pháp ăn gì mà thấy thương luôn nè. Ồ. Rồi. Ăn gì mà ăn dữ vậy? Ai mà nuôi mày nổi? Ồ. Xoài này là xong rồi.